Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 5. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, với trên 98% tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2011-2016, tái đắc cử chức danh Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu sau lễ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ của Chính phủ, trong đó tập trung nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính nhà nước các cấp, đi đầu trong việc tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công minh bạch, hiệu quả vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội. Để phát triển nhanh và bền vững, cần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh cải cách thể chế, chấn hưng giáo dục và khoa học công nghệ, quan tâm chú trọng bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển, chủ động đối phó với những thách thức lớn của biến đổi khí hậu, quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển con người Việt Nam. Với cương vị là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Thủ tướng sẽ cùng tập thể chính phủ nỗ lực xây dựng chính phủ, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Ngày 27 tháng 7, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình nhân sự để bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ và nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.